Bầu trời New York xin chào cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu. Hôm nay con nó chở đi bán cái tay đây mắt bên tay mặt có bó hổm mà. Thì trước thì đi bán bên tay trái, giờ đi bên tay mặt. Chào New York. Còn thêm nửa tiếng nữa mới tới cái hẹn. Dạ, hồi trời New York. Bước xuống rồi giờ để quay một chút xíu cảnh cho cả nhà xem. Là Việt Nam là chơi vợ chợ quanh đó. Chỗ này có nha sĩ Việt Nam đã tờ Lý Văn Kim trên cái biểu đình này. Gió rất lạnh quá rồi luôn. Đi nơi thành phố này nó sát cái mặt biển nè. Đi nó lạnh quá trời luôn. Nè đi cho cái bản đồ này Chinatown. Nó cái bản đồ đi cho Chinatown. Nay có nắng mà đừng có gió, bị gió quá lạnh. Chưa có mở cửa hết.
đi bán đồng hồ. Đây thùng rác hay sang trọng không? Thùng rác này. Conversation she be saying. Cái này đẹp mà anh thích cái này đó, hay mua cái này. Cái này gift quà tặng được, gift shop được. Dễ thương ha, nếu không già đâu em đây. New York, I love New York này, thấy cái này là gái này New York nè. I love New York, anh mom được, dad cha mẹ đầy đủ chưa, nhà mom này là mẹ. I love one mom, one dad. Đó là cha. Cha là dad, nè mẹ là mom. Sam Square nè, Sam Square là quảng trường thời đại nè các nhà. New York nè.
trường thời đại đó thăm, thì bây giờ cái chỗ này đèn rực sáng, nhà kho đi cái cành xít nè, rồi bây giờ 42 này lớn lắm, trạm 42 này lớn lắm đó cả nhà, nhà kho xây xây cái cành xít, nó này rất chỗ này lớn lắm. United States này New York hả? Taxi có đầy đủ chưa? Để này bút linh quá quầy. Cái này thao thì để đủ chưa? United States. Cái này là dán tủ lạnh đó cả nhà. Cái này là để dán tủ lạnh này. Nó mua bằng dán tủ lạnh á, như ta như các bạn về nước về mua rồi tặng rồi để dán tủ lạnh New York, New York mà trái táo á, mình mang cái khẩu trang nè, nói chuyện nó cũng không có gì lớn tiếng không nữa, nước thằng tự do nè cái nha. Thank you.
trâu cổ phiếu nè, quơ ship á, con trâu cổ phiếu nè, con trâu cổ phiếu đó. Bên này gà tặng thuốc này, nó đi đó, này hút thuốc cái ngang về cái mua tặng cho bà con được, du thuốc bơ rồi được, gà tặng thuốc tôi nhớ. Nhớ đó, bầu trời New York. Chai này giống như bầu trời. Hay lớp New York. Này dán tủ lạnh nè cả nhà. Này cái dành dán tủ lạnh á. Dán tủ lạnh. Bóp ra, bóp đủ thứ bóp hết trơn. Mấy cái này là với chìa khóa này với muỗng ăn cơm. Nè muỗng ăn cơm nè, bới cơm đó cả nhà. Nó muỗng ăn cơm này New York nè. Mua làm kỷ niệm á. Về nước tặng cho bà con. YouTuber rồi. Rượu gì đầy đủ hết trơn. Cái nhà xem nha. Đẹp quá hả? Yes, we can pass it. Yeah, yeah. I finish. I buy outside. One minute. Yeah. I buy. Nói là mình đợi chút xíu rồi mình mua. Nó hỏi cần gì giúp. Nói tao là coi quay xong rồi tao ra tao mua qua tao chỉ. Một cái khăn quàng hồi nãy đó. Nhà giỏ nè. Cho mấy bà xã YouTuber được nè. Nè New York nè. Mang này theo biết New York này nè. Đây, bà xã YouTuber đi chợ được. Nó lấy ảo chô ở New York. Nè. Nhiều cái vỏ đẹp quá ha cả nhà. Để coi nha. Mấy cháu bà xã của YouTuber. Khi nào bà trời New York có về đó cũng phải mua mới vỏ này nữa mới được. Này tai nghe ăn bằng mắt thấy. À, định đồ cái vỏ này cũng đẹp quá trời này New York nè ha. Đẹp ha, này mang như cái dây được à. Nhiều lắm ha, để mình coi đây nè, này cũng đẹp quá. Nó hỏi cần giúp thôi, nói để tao ra quay xong rồi tao ra tao mua món đồ mày, mua cái khăn toàn hồi nãy đó, nhà nhiều lắm rồi mà đây. Tại bầu trời nó rất thích đấy, thích cái khăn đó. Mình lớn tuổi rồi mình lựa mấy cái bà nó nhung và đẹp. Mấy cái quan mua nhiều lắm. Cái nhà coi nhà đựng mắt kiến nè. Cái này là cái hộp đựng mắt kiến này. Cái nằm để bới cơm. Là ly nè. Nhà hộp mắt kiến nè, đầy đủ hết trơn, có thiếu món gì. Đó là mua cái này tặng cho quý vị. Có tổng thống nữa là chung nữa nè. Cái nhà đây không như là kỷ niệm đó, lấy ra xài là nhớ tới mình nè, nhớ tới bầu trời New York. Anh nhất là những khóa xe nè, xe đủ thứ khóa xe hết trơn. Khóa xe nè,
mình đi kỳ đó mình đi bên thị sĩ mình có mua đặt cái chum nữa nè, chum nữa nè, ai mà ái mộ ông chum thì cũng được nè, nhưng mà phần đông ái mộ ông chum nhiều rồi. Ai lớp đi lớp này đầy đủ cho nhà mình có nhiều lắm này, cái về mang về cho mấy cháu YouTuber mình này ở nhà có này nhiều lắm, mua sẵn rồi đó, tính về rồi chưa về, mình thấy cái vỏ này mình thích nè, vỏ màu đỏ này mình thích nè, cái này cũng đẹp nữa, nè I love New York nè, đây nè. Đủ thứ tên những người này hết trơn, quần áo nhiều quá trời luôn cả nhà ơi. Nè, mua cái này về đây nè, giang kỳ nữa nè, giang kỳ nè, New York City cả nhà. Oh, you. Ôi bên này nữa. Ôi hai căn ăn thấu luôn. Wow. Này mấy cảnh này mình nhảy New York nè. Hồi xưa với bây giờ. Nè nít cũng có nè, hai lớp New York. Big Bowl cả nhà ơi, nhà hai nè. Đây quán rồi hôm đó em biết thằng đằng kia thôi. Nè Big Bowl nè. Nè Big Bowl nè cả nhà. Nè của Mỹ nè. Phá lại dưới này là Big Bowl không, mình thì gặp Big Bowl phá vô hẳn gặp tiệm Mỹ kia không thấy rồi, để ý rồi mua cô cho mấy cháu nha, mình ghét nè, ghét bóng vậy cho người nón nè, dù nón bên đây nữa, nó chạy bên đây nữa. Wow, bên này có tiệm, cái tiệm thấu ngoài này luôn. Để mình ngắt đi bác sĩ rồi để bữa khác mình hay quay tiếp nha cả nhà. Nha, bữa nào mình vô mình quay kỹ nhất nha. Để bữa nào mình đi. Đi bác sĩ á. Tới giờ. Mấy phút còn tới giờ. Ok, vậy đi. Nè, dù trời ơi nó còn dưới hầm nó gạn nổi ơi. Còn nhiều thấm đó, New York nè. Ô, cái bình đựng nước uống này nè. Nè, cái nhà ơi, bình nước uống nè. Đủ thứ kiểu hết trơn á. Đi đem theo, mình đi gặp đường mình mùa hè, mùa đông, vậy không biết mình đựng nước nóng, nước lạnh có hết. Nè, New York nè. Nè, New York không? Nhỏ cũng có nữa, mấy em bé không có đâu nha. Nguyên cái thành phố New York nè, đẹp ha, nguyên cái thành phố New York luôn. Đẹp quá trời luôn nè, cái nhà đây nè. Kia một tiệm nữa kìa, nãy mình đi sơ sơ thôi, nó ăn thăm qua luôn. Video master.